xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 16 tháng 6 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu loại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Người tuổi này làm việc gì cũng nhạy bén, nên nắm bắt tốt các thời cơ trong công việc. Ngoài ra, tinh thần hàm học hỏi còn giúp những chú chuột có được những đánh giá khá cao từ cấp trên và đối tác của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm lục đục bất hòa, cục diện tương hại báo hiệu mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân trở nên căng thẳng và không thể giải quyết sớm. Con giáp này nên học cách lắng nghe, nói năng nhỏ nhẹ để không vô tình làm tổn thương người bên cạnh. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc, thực thần mang tới cho những chú trụ khá nhiều cơ hội để cải thiện nguồn tiền bạc trong ngày. Cẩn trọng, sức khỏe kém sắc nên chú ý tới vấn đề ăn uống. Tuổi giáp tí phải chấp nhận đôi khi có sai sót xảy ra. Tuổi bính tí, tiểu nhân rình rập và gây ra nhiều rắc rối. Tuổi mậu tí, cố gắng hết sức mình sẽ nhận được thành quả như mong đợi. Tuổi canh tý người ấy trân trọng tình cảm của bạn. Tuổi nhâm tý hãy suy nghĩ tích cực trong mọi vấn đề. Con số may mắn số 12 số 37 màu sắc may mắn màu đỏ màu trắng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi hợi. 2 tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra không cần lo lắng tuổi sửu vừa thông minh lại chăm chỉ nên có những cơ hội phát triển mở ra trước mắt con giáp này chẳng nhận được cấp trên tín nhiệm mà còn được những người đồng nghiệp ca tụng thán phục tình cảm vận trình tình cảm rực rỡ đào hoa đường tình duyên vượng sắc giúp cho người tuổi sửu có thêm niềm tin động lực để vượt qua khó khăn người độc thân nhanh chóng tìm được chân ái của mình. Đó là món quà dành cho những nỗ lực bảy lâu. Tài chính Vận trình tài lộc dư giả, chính ta xuất hiện giúp con nhấp này có thể an tâm hơn trong vấn đề tài chính. Ngoài thu nhập chính thì còn kiếm được một khoản kha khá. Cẩn trọng, không lên làm việc quá sức để ảnh hưởng tới sức khỏe. Tội ất sủ, bạn tự phá bỏ cơ hội của mình. Tội đinh sửu cho nên đứng núi này mà trong núi nọ. Tuổi kỹ sủ nên trò chuyện tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Tuổi tân sủ tránh ra các trò đỏ đen ngay nhẽ. Tuổi quỷ sủ cố gắng giữ bình tĩnh và sự sản xuất trong làm việc. Con số may mắn số 11, số 28, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi dậu. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc Vận trình công việc của người tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra tốt đẹp thuận lợi, tình cảm nảy sinh mâu thuẫn nhưng nhờ có tiền ngẩn giúp sức mà con dắp này không gặp cản trở trong quá trình theo đuổi mục tiêu. Con đường đang đi bắt đầu khả quan hơn nhưng không nên vì vậy mà cho phép mình lơ là. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp vài rắc rối. Gia đình lục đục thường xuyên, các thành viên trong nhà thiếu quan tâm lẫn nhau, mâu thuẫn trong gia đình có thể bùng nổ bất cứ khi nào nếu không ai chịu xuống nước. Tài chính Vẫn trình tài lộc khởi sắc, phương diện tài chính được cải thiện khá nhiều nhờ thu nhập vững vàng vào lúc này. Cẩn trọng Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt vì ai cũng muốn dành phần hơn về mình. Tuổi giáp dần, hoài niệm quá khiến bạn lãng phí thời gian. Tuổi bính dân dễ dàng thất vọng vì những khó khăn đang gặp phải. Tuổi mậu dân công sức được mọi người đánh giá cao. Tuổi canh dân bạn phải tìm ra lợi thế của mình ở đâu. Tuổi nhâm dân tình cảm khó tránh khỏi lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt. Con số may mắn số 7, số 12, màu sắc may mắn màu xám, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tuất. 4 vì hàng ngày của tuổi mão công việc vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra gặp nhiều may mắn còn dắp này nhận được sự nâng đỡ từ cấp trên nên có thể dễ dàng chinh phục các mục tiêu trước mắt ngoài ra sự cầu tiến và siêng năng còn giúp cho người tuổi mão rút ngắn được khoảng cách tới thành công tình cảm Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui, mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi đang chuyển biến tiêu cực vì không ai có đủ kiên nhẫn để lắng nghe, quan tâm lẫn nhau. Cả hai dường như đang có chút bất hòa, thiếu thấu hiểu và dẫn tới xung đột gay gắt. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ, việc kinh doanh, đầu tư gặp thuận lợi đem lại cho con giáp này những khoản hời đáng kể. Cẩn trọng, nên tạo cho bản thân thói quen sinh hoạt lành mạnh phù hợp. Tội, ất mạo, suy nghĩ quá thơ ngây dễ phạm sai lầm tội đinh mão tỏ ra kiêu ngạo hỏng hết với năng lực của mình tội kỹ mão hứng chịu búa rêu của dư luận tội tân mão nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước các vấn đề được đặt ra tội quý mão giữ gìn sức khỏe tránh va chạm tổn thương con số may mắn số 15, số 38, màu sắc may mắn màu trắng màu tím quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi mùi 5. Tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn trọng chất. Tử vi ngày hôm nay cho biết có điềm báo tiểu nhân xuất hiện nên con giáp này làm gì cũng phải thận trọng. Kiếp tài cản trở con giáp này không giữ được sự sản xuất tỉnh táo khi cần thiết. Tình cảm Vận trình tình cảm tươi đẹp nồng nàn, bản mệnh và người thương đang có được những thời gian hạnh phúc viên mãn bên nhau những người độc thân cũng tìm thấy nhau và có thể tính chuyện lâu dài. Tài chính, vận trình tài lộc kém sắc, họa hao tà xuất hiện nhắc nhở con giáp này nên chú ý trong việc chi tiêu, mua sắm. Cẩn trọng, sức khỏe có điểm xa xúc nên chú ý hơn tới các biểu hiện thay đổi trong cơ thể. Tuổi giáp thìn nhất định phải giữ trọn chữ tính. Tuổi bính Thình không biết bản thân thật sự mong muốn điều gì. Tuổi mậu thìn may mắn không ghé thăm vào ngày hôm nay tuổi canh thân nên cố gắng cần nhắc lại điều mình mong muốn thật sự của bản thân. Tuổi nhâm thân cho nên suy nghĩ khiến lòng buồn phiền thêm. Con số may mắn số 2, số 4, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi sửu 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc. Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hành thông. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nghĩ tới việc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Mọi thứ đều trở nên thuận lợi vượt ngoài tưởng tượng, nhưng không vì thế mà trở nên chủ quan hay tự tin quá mức. Tình cảm Vận trình tình cảm còn nhiều ưu phiền. Tình cảm không được như ý muốn, hết duyên thì cũng chẳng nên cưỡng cầu để làm gì. Hạnh phúc xa tầm tay khiến người trong cuộc nhiều tổn thương nặng nề. Tài chính Vận trình tài lộc khởi sắc, chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, người tuổi này sẽ không bỏ qua. Cẩn trọng, nên chú ý tập trung vào việc của mình. Tội ất tỵ tránh việc nói năng thiếu suy nghĩ. Tội đinh tỵ nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân. Tội kỹ tỵ mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Tội tân tỵ tránh mua sắm những món hàng không cần dùng tới. Tội quý tỵ tình cảm vợ chồng có điềm bảo rạn nứt. Con số may mắn số 31, số 18, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không như ý muốn. Còn giáp này luôn đặt ra cả nhiều mục tiêu và tham vọng, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi ngọ chiêm nghiệm, nhìn nhận lại những việc đã qua để rút bài ra bài học kinh nghiệm quý báu cho mình. Tình cảm, vận trình tình cảm đang dần rạn nứt, chuyện nhỏ sẽ lớn. Tử vi ngày hôm nay khuyên những chú ngựa lẫn người kia cần phải học cách nhẫn nhịn, bình tĩnh. Nếu cứ luôn đại lý trí lẫn ác thì các mối quan hệ sớm muộn gì cũng rạn nứt. Tài chính, Vận trình tài lộc rủng rỉnh, thu nhập ổn định giúp người tuổi ngọ không cần phải lo lắng quá nhiều trong vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, cảm xúc dồn nén, đến lúc đau đó cũng sẽ bùng nổ. Tuổi giáp ngọ nên đề phòng mọi người xung quanh. Tuổi bính ngọ nên giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Tuổi mậu ngọ tránh bàn tán chuyện của người khác. Tuổi canh ngọ mối quan hệ tình cảm tồn tại nhiều rắc rối, tội nhầm ngọ, những lo lắng đã dần lùi xa. Con số may mắn, số 15, số 21, màu sắc may mắn, màu xám, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi tỵ 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, dễ dàng. Người tuổi mùi rất biết cách duy trì các mối quan hệ xã giao xung quanh, đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này tiến hành đàm phán thương lượng và khẳng định năng lực của mình. Tình cảm Phần trình tình cảm kém chút hài hòa, cả hai đều bận trộn với những dự định riêng nên có ít thời gian để trò chuyện, chia sẻ. Các cặp đôi cần sớm ý thức được việc này trước khi mọi thứ trở nên khó cổ vạn. Tài chính Phần trình tài lộc tăng tiến, tuổi môi cần phải xây dựng kế hoạch kiếm tiền dự phòng để cải thiện thu nhập cho mình. Cẩn trọng suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới nhiều quyết định trong cuộc sống. Tội ất môi không nên để tình cảm cũ vấn vương. Tội đinh môi tạo sơ hở cho kẻ tiểu nhân tiếp cận. Tội kỹ môi bạn không nên kiểm soát người khác quá nhiều. Tội tân môi có suy nghĩ phiện vong và thiếu thực tế. Tội quý môi không nên lúc nào cũng sống khép kín. Con số may mắn số 4, số 15, màu sắc may mắn màu cam, màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi mạo, tuổi thân. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi rõ ràng. Con đường công danh sự nghiệp của tuổi thân có chiều hưởng phát triển tốt với sự trợ giúp của cục diện tam hội, bản mệnh, giữ gìn được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, nên tăng thêm cơ hội làm ăn, ký kết, hợp đồng, mua bán cho mình. Tình cảm vận trình tình cảm vô cùng tươi đẹp, người độc thân mau chóng tạm tạo được cảm tình với đối phương nhờ sự cởi mở tính cách hài hước. Những người đọc, những người đã lập gia đình cũng có được tình cảm nhờ nỗ lực phun vén của hai người. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ, không phải bàn cãi hay phủ nhận khả năng kiếm tiền của người tuổi này. Cẩn trọng, tranh chấp, xung đột lợi ích trong môi trường làm việc tập thể. Tuổi giáp thân, biết cân bằng sự nghiệp và cuộc sống. Tuổi bính thân, không dễ lung lạc tinh thần. Tuổi mậu thân, có thêm những kỷ niệm đẹp đẽ. Tuổi canh thân, không nên thần tượng ai đó quá mức. Tuổi nhâm thân, làm việc cần tuân thủ kế hoạch để hạn chế sai lầm. Con số may mắn số 1, số 9, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi sửu 10. Tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc, Phần trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi hơn trước. Tam hợp quý nhân nâng đỡ giúp cho con giáp này làm gì cũng không phải tốn quá nhiều công sức. Bạn mệnh nên tận dụng sự may mắn có sẵn để đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tình cảm Vận trình tình cảm còn thiếu sự tự tin. Con giáp này không dám thẳng thắn bày tỏ cảm xúc tình yêu với người mình thương mến. Nếu không mạnh dạng bày tỏ lòng mình, bạn sẽ sớm phục mất yêu thương này tài chính vận trình tài lộc kém sắc người tuổi dậu bị cảm xúc làm ảnh hưởng nên không còn tập trung cho việc kiếm tiền cẩn trọng để mất sự tập trung là mất đi cơ hội khác trong công việc và cuộc sống tội ất dậu nên chia sẻ khó khăn với người thân tội tinh dậu suy nghĩ nông cạn khó tránh khỏi sai lầm tội kỹ dậu hãy nhận nhịn nếu cần thiết tội tân dậu kiêu căng tự mạng nên gặp nhiều rắc rối. tội quý giàu, học hỏi được nhiều từ người khác. Con số may mắn số 28, số 31, màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu vàng chanh, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuốt, công việc. Vận trình công việc của người tuổi tuốt trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều sóng gió. Tử vi ngày hôm nay khuyên người tuổi này nên phải chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối mặt cũng như vượt qua các sóng gió nơi làm việc. Nếu không có sự quyết đoán thì rất dễ để thị phi bổ vây và làm ảnh hưởng tới uy tín cá nhân. Tình cảm Vận trình tình cảm có nhiều xáo trộn, người tổ tuốt và nửa kia trong quá trình chung sống có xảy ra một vài hiểu lầm xích mích. Nếu không tháo gỡ sớm thì rất dễ làm rạn nứt mối quan hệ này. Tài chính Vận trình tài lộc bắp bên, Việc thiếu khả năng quản lý tiền bạc khiến cho người tuổi tuất rơi vào tình trạng khó khăn, vay mượn, cẩn trọng, nên xem xét lại cách cư xử nói năng của mình với những người xung quanh. Tuổi chấp tuất không nên phán xét bất cứ ai. Tuổi bính tuất nên loại bỏ suy nghĩ tiêu cực và biệt quan. Tuổi mậu tuất hãy nói những lời yêu thương. Tuổi canh tuất nỗ lực hết mình để thực hiện điều mình mong muốn. Tuổi nhâm tuất hạn chế việc phạm sai lầm. Con số may mắn số 6, số 82, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra không được thuận lợi. Còn giáp này không có ý lắng nghe sự góp ý hay lời khuyên của người khác mà chỉ muốn bác bỏ. Thêm bản tính bốc đồng, hành động thiếu suy nghĩ còn khiến cho người tuổi hợi gặp nhiều rắc rối trong thời gian này tình cảm. Vận trình tình cảm đang dần đi xuống, một khí vượng tạo ra những lục đục bất hòa trong mối hệ tình cảm của các cặp đôi. Người độc thân vì mãi mê với công việc mà chưa đổi hoài tới tình cảm cá nhân. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, bản mệnh nên sắp xếp quản lý chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào cảnh túng thiếu. Cẩn trọng, tránh bày tỏ cảm xúc bức xúc khi một cách quá đa trong những việc nhỏ nhặt. Tội ất hại, suy nghĩ kỹ lưỡng và tự hỏi bản thân thật sự muốn điều gì. Tội đinh hại, giữ gìn tiền nông cẩn thận. Tội kỹ hại, dễ vướng vào các vụ tranh chấp cãi vã. Tội tân hại, sẵn sàng cho những thay đổi cần thiết. Tội quý hại, chịu khó một thời gian nữa. con số may mắn số 1, số 7, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ tuổi giàu.